Xin kính chào tất cả bà con. Hôm nay thì nhà vườn Vũ Tiến chia sẻ một cái kinh nghiệm mà trồng cây mít Thái 2 năm tuổi. Thì trước tiên thì cây mít Thái là một loại cây xuất xứ ở Thái Lan. Nó là một loại cây được nuôi cấy và được nhân giống bằng phương pháp là ghép cành trên một thân cây chính là thân cây mít ta, và ghép ngọn lên, ghép mắt lên. Và bà con có thể thấy đây là một cây mít Thái 2 năm tuổi, và hiện tại thì nó đang ra được một trái rất là to và xung quanh là những cái trái bé. Thì làm thế nào để mà cây mít Thái nhà mình nó khỏe mạnh, phát triển ổn định vào cái thời kỳ nó đang ra trái như thế này? Thì trước tiên thì bà con nên là bón phân, và bón phân định kỳ cho cây những cái phân hữu cơ. Đấy, để trước khi mà nó ra quả, những cái quả li ti này là bà con nên bón phân, thúc đẩy phân, bón cái hàm lượng kali nó cao lên. Đấy. Và đặc biệt là bà con phải nên loại bỏ những cái quả như này đi, cắt bỏ những cái quả đi. Chỉ để giữ lại một quả duy nhất. Em khẳng định là một quả duy nhất nhá. Đừng có lý do làm sao mà bà con, nhiều bà con nói là mít Thái mà trồng ăn nó không ngon. Thì cái bởi bản chất của nó là cây nó chưa đủ tuổi nhưng mà nó đã ra trái rồi. Đấy, nếu bà con trồng mít Thái thì bà con biết là chỉ cần 18 tháng là nó đã ra quả rồi. So với lại những cái cây mít ta thông thường thì nó phải đến 5-7 năm nó mới có quả cơ. Còn cây mít Thái thì nó chỉ rơi vào tầm 18 tháng thôi. Đấy, như cây này đã được khoảng tầm 2 năm rưỡi là nó đã ra quả rồi như này. Là quả đã to như thế này rồi. Đấy, thì nó chưa, cái bộ rễ nó chưa phát triển ổn định này, và cây nó chưa khỏe mạnh. Đấy, chất dinh dưỡng thì không có mấy, nên là quả của nó ra ăn sẽ không ngon, nó sẽ không ngọt và ăn nó có hơi cái độ nhạt và hơi sượng. Đấy là cái chuyện rất là bình thường và dễ hiểu. Đấy. Để hiểu được cái bản chất này thì bà con phải nắm bắt được cái nguyên lý cơ bản của cây mít Thái. Nó là như vậy, nó ra quả rất là sớm và nó chưa đủ cái chất dinh dưỡng nó nuôi quả. Thế nên là nhiều nhà vườn là năm thứ hai người ta vẫn chưa cho thu hoạch, người ta cắt tỉa hết đi, cắt tỉa hết những quả đi. Đấy. Và người ta chỉ để duy nhất một quả thôi, bởi vì theo cái quan niệm là cây nó ra quả thì cứ phải để cho nó ra quả, nhưng mình để duy nhất một quả thôi. Đấy, nó vừa đủ để nó nuôi cây và nó nuôi thân, nó nuôi quả, nuôi rễ, nuôi lá. Đấy, chứ mình cắt hết đi thì sang năm thì có thể là nó sẽ không ra quả nữa, bởi vì là nó sẽ bị có một cái gì đó gọi là cái kỵ đấy, tối kỵ ở trong cái cây mít. Thế rất là nhiều cây mít nó đang ra quả này nhưng mà mình cắt đi thì năm sau nó lại không ra nữa. Thế nó rất là khó hiểu. Đấy. Thế nên là bà con để cho em một quả như thế này để mình ăn thử. Đấy. Mình ăn thử và mình sử dụng thử xem nó ra làm sao. Rồi những năm sau trở đi thì cây nó càng to, càng phát triển, càng mỡ màng, mình bón càng nhiều phân bón vào thì lúc đấy quả nó lại ngọt, lại ngon, lại thơm, đấy, lại chất lượng hơn. Đấy, mỗi cây là em chỉ để lại một quả thôi. Đấy. Và bà con trồng thì bà con phải vun sới này hàng năm. Hàng năm bà con phải vun sới nên ụ nên như thế này, để cho cái rễ nó được thông thoáng tốt và nó tránh bị ngập úng. Đấy, đây là cái kỹ thuật cơ bản thôi, để bà con hiểu được khi mà bà con trồng những cây mít nó đến năm thứ hai, để bà con hiểu được cái kỹ thuật cơ bản. Còn cái vấn đề mà những cái năm sau trở đi ấy, hoặc là những cái cây nào mà nó không ra quả ấy, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Điển hình như cái cây này đi, nó ra quả muộn thì bây giờ nó mới ra quả này, thì là nhà vườn Vũ Tiến là sử dụng cái phương pháp là ngắt ngọn. Đấy, chia sẻ thêm cho bà con là phương pháp ngắt ngọn, bà con ngắt cái ngọn ở phần đỉnh giữa này. Đấy, thì nó sẽ phân nhánh ra và nó gây ức chế. Gây ức chế thì nó có tiết ra cái chất kích thích ra quả, ra hoa đậu quả, thì là nó sẽ ra quả bình thường. Còn nếu mà bà con mà cây mít của bà con mà nó quá là nhiều cái cành đực, đấy, quá là nhiều cành đực, thì cái cây mít nó sẽ tập trung chất dinh dưỡng nuôi cho cành đực, thì cái quả của nó không ra được, nó không đủ sức để nó ra quả, thì bà con phải lên cắt bỏ những cái cành đực đi nhá. Ví dụ như cái cành nào ấy mà nó bé như thế này này, tong teo như thế này, nó được xem là cành đực, thì bà con cắt đi, cắt cái cành này đi, cắt cái cành này đi. Đấy, thì là nó chất dinh dưỡng nó sẽ dồn lại vào những cái thân chính và cái cành cái, thì là quả nó sẽ ra.
nó sẽ ra và là quả nó sẽ chất lượng và nó ngon. Nhưng cái điều này thì bà con lại hơi tốn công một tí, thì bà con chịu khó đấy, cắt bỏ những cành đực này đi đấy. Nó sẽ giúp cho bà con, cây của bà con nó sẽ phát triển được một cách nó đều, nó toàn diện. Đấy thì là một cái kỹ thuật cơ bản để cho bà con áp dụng để trồng cây mít Thái vào năm thứ hai trở đi. Và cảm ơn bà con rất là nhiều. Nhà vườn Vũ Tiến sẽ chia sẻ những kỹ thuật về trồng cây, về kỹ thuật về ươm cây, trồng cây và chiết cây, rồi là tất cả những kỹ thuật về cây ăn quả, cây công trình, cây bóng mát, cây giống, thì nhà vườn Vũ Tiến đều chia sẻ cho bà con hết về những kỹ thuật để làm sao để tối giản nhất để cho bà con dễ hiểu, dễ hình dung và dễ làm. Hãy cảm ơn bà con rất là nhiều. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video hay, chia sẻ những cái bài học hay bổ ích của nhà vườn Vũ Tiến dành đến cho bà con. Cảm ơn bà con. Kính chào và hẹn gặp lại bà con.